Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 4, sách kết nối tri thức bài 27, phần luyện từ và câu, luyện tập lựa chọn từ ngữ. Ở đây thầy giáo vừa hoàn thành xong bộ đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 4, bao gồm đề cộng video hướng dẫn rất là chi tiết. Quý vị phụ huynh và các em học sinh nào quan tâm thì có thể tham gia nhóm Zalo toán lớp 4 bằng cách là mở Zalo, bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em học sinh nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nhé. Luyện tập lựa chọn từ ngữ. 1. Xếp các từ có tiếng kỳ dưới đây vào nhóm thích hợp. A. Kỳ có nghĩa là lạ. B. Kỳ có nghĩa là thời hạn. Rồi trước hết là kỳ tài. Chúng ta xếp vào nhóm kỳ có nghĩa là lạ. Chu kỳ có nghĩa là thời hạn. Học kỳ, thời hạn. Kỳ diệu, lạ. Thời kỳ, thời hạn. Kỳ ảo, lạ. Kỳ quan, lạ. Kỳ tích, lạ. Định kỳ, thời hạn. Kỳ vĩ, lạ. Câu 2. Từ nào ở bài tập 1 có thể thay cho bông hoa trong mỗi câu dưới đây? A. Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh được UNESCO công nhận là một trong những kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. B. Chinh phục được ngọn núi Everest là một kỳ tích của đoàn thám hiểm. C. Người Ai Cập cổ đại là những công nhân xây dựng kỳ tài. Chỉ với công cụ lao động đơn giản, họ đã xây dựng được các công trình đồ sộ bằng đá và độ chính xác cao. D. Ở thời kỳ tiền sử, con người dùng đá làm công cụ cắt gọt phương tiện săn bắt động vật. Câu 3. Lựa chọn từ ngữ thay cho bông hoa để hoàn thành câu. A. Ruộng bậc thang là ruộng bậc thang là thành quả lao động của những người nông dân vùng Tây Bắc. B. Vào năm 1990, một người dân Quảng Bình đã phát hiện ra hang Sơn Đòn. C. Các vận động viên khuyết tật đã nêu cao quyết tâm vượt lên số phận. Rồi, các em tham khảo và học bài. Bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.